Tôi xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì ngay ngày ăn chay cả nhà ơi, không có đi bắt cá gì hết đó nha. Tại vì gầm tháng 10 á là gầm lớn, thì theo cha để mà hái bông sậy về bó chổi nha cả nhà. Hiện tại bây giờ thì tới mấy nhà lặn nhưng mà chổi bó thì hơi hiếu. Rồi có cái bụi bông sậy dưới đây nè. Rồi tiền với lại thím ba với cha đi theo xuống đây để mà hái bông sậy về bó chổi tiếp nha. Cha với ba loại qua đó kìa, mau ghê không. Ồ, cây xài quá trời bông luôn. Một hồi hái bông sậy xong, một hồi về thì sẽ nấu cơm chiều ăn. Chào cả nhà, cha với ba ơi. Có con nào vừa không? Bông nhỏ nhỏ không à? Cái đám sậy rất là lớn luôn. Rất là bự. Anh Tư, ta nói sẽ măng sậy ăn được đó anh Tư. Có măng không? Mình thấy măng đi xào ăn. Măng sậy ăn được hả? Ừ, ngon lắm. Măng đó? Măng thịt sao thịt. Nè, măng nè, ngon gân rồi nhà ơi. Chết. Rồi, rẻ này vậy cũng. Ở đây có một cục nữa nè. Ù, ngon nè. Này về mình ném ba. Lột ra, ừ, vậy lột ra cái đầu luộc, cái xương, cái xào lại. Mấy bông à, này mà nó chưa rổ không? Mấy bông già. Ừ, mấy hả? Ăn được không tời? Ăn nó sao không bà ba? Trái này bẻ ra cái gì? Để vậy đó, nó về, nó tước ra, phơi khô. Phơi rồi mới tước hả? Ừ, mới tước ra vậy đó. Này được có mấy bông à. Thím ba cứ hút đồ dầu nhóc trên nè ba. Cái này về cho báo cái chổi bếp đi. Mấy bông nhỏ này nè. Báo cái chổi bếp quét ông lọ. Mấy bông mà. Bữa nó canh cái bẻ thiệt. Nè ba. Của con ngon không nè? Nó bé lại. Gốc gốc nhỏ mới không cầm dài dài dễ cầm. Rồi, có bông này là bông già nè. Còn rớt cái bông đây nè. Mấy bông này già. Ăn măng sậy chưa lại cho ăn măng sậy bữa. Cha măng này ăn được không? Hay biết đâu à. Thôi con không dám ăn đâu. Không lạ quá không. Mấy bông này vừa nghe cả nhà, mình vẽ là vẽ gì nha. Đây, chỉ cả nhà mình xem luôn. Cái thằng này là nó đây cổ lá, cái lá đây, cái khẩu đây, cổ bông đây. Mà nó nhóng lên cao như gì là bông này là mình xài không có được, quét nó rụng dữ lắm. Đây. Những cái thằng này vừa nè. Nó còn lóng hả? Cái lá nằm đây, cái cổ bông nằm đây. Là từ cái mí lá này xuống đây khoảng tận khúc gì lựa mấy bông đó là chất lượng luôn. Nhà cha làm được mấy cây rồi? 7 cây, 6 cây vậy. 6 cây. Làm đi cha, đi bán cha. Mấy bông đó bỏ đi. Mấy cành ít bữa nữa mới được. Cái mới chỗ mấy bông à. Có mấy bông mà. Ở đằng kia bông già hết trơn rồi. Đó nó chỗ trước nó già rồi. Thế ba đang đi kiếm bông gì rồi, măng sậy. Măng sậy về xào thịt bò cho chú ba nhậu. Ăn được mà. Thôi con không dám ăn đâu. Có mình vô trong đám mấy bà nhóc hết trơn luôn á. Xào ăn ngon lắm. Nay thím ba đãi cho món. Thôi con không ăn đâu, thím ba một mình, thím ba xào thím ba ăn đi. Ừ, thôi mình ăn đi. Thôi con không ăn. Sao chết. Nên nó lát xào tao ăn thử rồi tao chết trước cho. Thôi con còn yêu đời. Thím ba hái thêm không? Không có ăn cho hái chi nhiều. Vậy thôi đi về, về cha ơi. Về nấu cơm ăn cá nhẹ ơi. Sợ không dám ăn chứ thấy nhẹ. Hai trên bàn. Mấy cái bông đó cứng khự à, giống như ở gốc hồi nãy con hái á. Nè, mấy gốc nè. Nó non đó. Ờ, nhỏ nhỏ á. Ừ, trời nó đụng cái.
Rồi cả nhà bây giờ cũng về tới nhà nghe. Cha Tiền thì đang ngồi bên đó đang mà bó chổi ở nhà, chuẩn bị dây dây lông để bó nha. Còn bên đây thì sẽ có nấm nè, nấm gom nè, với lại nấm này là kêu bào ngư. Rồi mình sẽ kho tiêu. Còn cái này là bông bóng, tàu hũ bông bóng nghe nhà. Chút xíu thì Tiền sẽ chiên giòn để mà mình làm cho người ta sút. Ăn nó rất là ngon luôn, nó giòn giòn. Sên ha. Bên đây có rau, mình sẽ luộc nha. Bông cải, dưa leo, rồi cải hìa, rồi đậu lan, rồi bầu. Đó, bây giờ thì mọi người sẽ làm công đoạn nha. Nấm nó chắc trẻ làm hai khâu éo mới ngon thế bà. Bên đây là rau. Cái giỡn nó quậy quá, cái giỡn quá giỡn này. Con đứa thì bộ này mà đứa sắp lại giỡn. Con Nga nó cũng xuyên ra đây giỡn. Bữa giờ mới ra đây mới không muốn về. Chúng mình cắt đất nè. Núm cái này mắc, ngay gầm lớn mắc 12.000 là 120.000 một ký. Phái núm mời, núm dù á. Núm này là dù nha, ăn nó ngon. Ngon, nhiều người ta không chịu. Nó dai. Nhiều người ta không chịu, người ta khoái ăn nhỉ đó. Phái núm dù nó dai mà nó ngọt. Kho tương ăn ngon. Cái này là mình kho tiêu. Tiêu kho quéo. Tiêu kho quéo nha. Chùa nước xin chấm. Sợ sợ không em sợ xin chấm. Đây là mình nuôi cho em mua nước chai. Tương là Linh Chi tặng thêm một cái chai này nữa hay gì mà dính chùm rồi. Dính chùm đâu. Dầu hào. Mua chai tặng chai tính tiền hai chai á. Dầu hết lòng mấy anh Tương nha. Ăn nó hết mà cơm bữa. Gầm tháng 7 á, với lại gầm tháng giêng, gầm tháng 10 là hầu như là ai cũng ăn chay hết. Còn bình thường thì bữa 29, 30, 14, 15 người ta cũng ăn chay, mà tùy theo nhà. Nhiều khi buổi sáng quên ăn cục thịt cái rồi em mặn. Tối sáng đi ăn cơm sườn chứ. Cơm sườn với ăn phở gì đó. Về cái ăn mặn luôn rồi. Giống như cái gì ta? Giống như mẹ con vậy đó, hồi sáng á, nói là bữa nay ăn chay nha. Cái xong Út Dương ăn cái gì mà có trứng muối đó. Cái nó ăn nửa cái, nó nói mẹ nè mẹ, ăn đi mẹ. Cái ba lụm nhòm lắm mẹ. Lại ủa trời, ăn mặn mất tiêu luôn rồi. Ngon đó mẹ, ăn đi mẹ, quên vụ ăn tương luôn. Quên vụ ăn tương luôn. Rồi mình sẽ nấm ra lại. Nấm này mình xé đi rồi mình ngâm với muối như cả nhà. Ngâm xé muối, ngâm cho nó quạt ra cái chất nấm của nó. Mình dắt ráo lại mình phải quéo. Bà khía ngày nào cũng mẹ cũng lên kiếm hết trơn. Chơi được nó mời. Anh chơi nó không muốn về. Muốn về với nhà với con nên nó nhỏ như có ai đâu chơi. Đẻ con muộn nó gì đó. Quay ngang thì sẽ rửa với leo với bầu rồi luôn nha cả nhà. Mấy cái đó thì mình sẽ ngâm nước muối. Thế ba nhóm lửa giùm con ba ơi. Ôm nó nhỏ giỡn. Giỡn mà con bót nó sủa luôn kìa. Chị bói chị cũng giỡn. Nè, có hai cách dây của em đó. Để vô luộc luôn. Này là cải thì với lại bắp cải rồi mình ngâm muối đi. Khi nào mình nấu mình sẽ vớt ra. Ngâm một chút xíu. Rồi. Đây. Cái phần này thì Tiền sẽ rửa luôn. Mình sắt, thì rửa rồi mình sắt. Cái này Tiền cũng ngâm muối luôn cả nhà. Nấm gom với này nè, hồi mình kho tiêu.
Rồi bầu với lại dưa leo thì Tiền sẽ luộc hết sắc khúc khúc ra. Bầu này sẽ móc khoanh. Bị lửa nè, luộc rau củ quả. Ông dỡ cái màn lên. Đây dầu thì tới giờ Tiền bắt lên này cả nhà, nó sôi vậy bây giờ Tiền sẽ cho bong bóng vô để mà mình chiên nha. Miếng nữa đi, nắm nữa đi. Chiên vừa vừa thôi. Để chiên nhiều quá nó không có bị nhiều quá không đều. Không đều. Mà nó bị cái phì, cái không phì nữa. Cái này là mình không có ngâm nghe, mình đẩy nguyên cục như là mình chiên luôn á. Nguyên cọng như là mình chiên luôn à. Từ từ nó phình bự ra hả ba. Chiên này mau giòn không ba? Nó vàng nó giòn, nó vàng nó giòn. Nó vàng rồi nè, giờ Tiền sẽ vớt ra nha cả nhà. Đây. Mình chỉ cần chiên cho nó vàng, nó vàng được rồi. Hay là cho dầu thì là nóng này mà mày dình dầu mình chưa nóng ta. Phải nó ta thả vô thử lên. Người chiên vậy người chiên không. Hay là con chiên không phòng, ba chiên lại phòng. Chưa nghe để gấp ra hết. Thử không phòng không? Không phòng mà tại nó không phòng. Nó. Phòng nè. Phòng đó. Kìa. Dạ? Tại con chiên không phòng. Không phòng đó. Dầu nóng nè, nó phòng nè, đấy là dầu chưa nóng coi. Chiên vài cái thôi là phòng rồi. Trời ơi, thím ba ơi. Cũng kén người lắm vậy. Vậy được ha. Cũng kén người nữa. Chiên cũng kén người nó mới cha ơi. Đã vô nó người, người nào muốn chiên. Nói hay không? Trời ơi, nó phình kìa. Vì là nó chê tôi già hay gì nè. Chê tôi già, nó thích bà bé trẻ. Người nặng muốn vía, quên là nhẹ muốn vía. Điểm vía nổi. Không, mình trai. Nặng muốn vía quá trời. Chưa từ từ vớt ra hết á. Nước bên đó sôi là bắt đầu quay ngang luộc ra luôn. Làm món mới nè. Mà con cái là chiên hơi bị nặng nặng móng vía nha. Này chiên xương qua cho nó vàng là được. Phình lên nữa giờ. Chứ không kịp nó vàng nữa. Còn công cá. Đâu đâu đâu. Trời ơi. Ít cái cùi dế không kịp. Lửa nhiều quá. Cháy mạnh quá. Để quên. Nước sôi nữa nha. Rồi mình cho bầu với dưa leo vô luộc trước. Hai cái này nó lâu chín. Mua quạt. Cho chút muối vô. Chút ngọt vô. Cho nó ngọt. Mình đừng không có đậy nắp cho nó xanh. Đây những cái bông sậy mình vẽ hôm đó nay là cả nhà ơi, phơi khô rồi nha, phơi cũng có nửa tháng gì đó,
10 bữa. Trước nhất là cái bó này là bự nhất, kế đó là nhỏ chút, kế nữa là bự lại chút. Mình sắp như gì sẵn rồi nha. Còn cái ba bó này nó thì nó nhỏ hơn bốn bó đầu, chủ yếu là mình còn ba có bó sau này làm phải cho nó dài hơn cái này chút. Rồi nhóm ra cho nó dài hơn chút, để nó càng vô cái nó càng dẫn lên. Và cái bó nhỏ này là mình cho nó dài hơn thằng này chút xíu. Rồi bó cuối cùng này cũng đặt vô đây nó dài bằng gì đó. À, chỗ này là cùng chỗ này dài rồi cán mình rót nhọn gì đây. Mình đặt cái bài này xuống dưới đất xuống đóng làm sao mà cho nó tới đây mà cái cán mình nó mới thiếu quá chặt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sậy đó phải hái thêm mới được, bón cây vừa vừa. Mà có măng sậy cái quả hả? À, măng sậy hả? Không dám ăn đâu. Sợ chết không dám ăn. Sậy đây ngon, mà giờ không ăn, ăn gì. Lại có miếng thịt dễ không? Bầu với dưa leo chín này nè, mình sẽ vớt ra nha. Ăn tiện nhưng không phải ăn giòn. Tỏi nè cả nhà, tiền dùng máy xay xay nha, mình sẽ cho vô mình thử nha. Tại vì cái này là tỏi nhiều mới ngon. Nhớ là nước mắm được tỏi sạch. Tỏi là nóng quá, là xay tỏi này là dính nhiều nữa ba. Ừ. Ừ im ha. Mới móc mình mua cái mới được. Đâu nói mà không biết. Còn đang chương trình khuyến mãi đó nghe, mua lẹ nghe. Hết là không có nữa đâu. Có thời gian đâu đi. Mình mua sẽ không? Cho gao luộc tết. Mua đi nào đi, mua Vĩnh Ba đây, nãy ba trả tiền lại. Luộc gao, gao gì? Gao lan, cải thề với bông cải. Cái nào chín vớt trước? Lan chín trước nè, lụm, tắm lụm khóc. Cái này là mình làm theo của vị nhà nha cả nhà, lần đầu tiên làm, nói chung là thấy người ta làm mình bắt chước mình làm theo thôi. Làm ngon cái mình ra cái ship bi mình bán luôn, ra ship bi mình bán luôn hả? Cho nó vàng tỏi chút chớp thôi. Cái này là chủ yếu là ăn tỏi nhiều nó ngon, nó thơm lắm ba. Giao rồi luôn nha, còn bông cải không? Cái đó ba bắt xong bắt chảo lên kho quén. Cải để chi xíu rồi cho nó chín chín. Còn tỏi thì nó cũng đã vàng rồi, bây giờ thì Tiền sẽ cho nước mắm vô nha. Một miếng nước mắm linh chi. Thêm ba cho con đường thêm ba. Hạt nêm, nêm là nêm chay, đường, cái này phải sử dụng đường hơi bị nhiều, ngọt ngọt nó mới ngon. Sa tế, tiền cho sa tế vô, nhiều hồi để cay quá. Cho tan ra hết cho cả nhà, xong rồi để cái này vô, để bong bóng vô mình đảo qua đảo lại cho nó thấm là được. Đây cho bóng vô nha. Dẫu đây nè, ba nguyên tô nè, ba đem nó vớt mấy cọng. Ôi ngon thơm rồi ha. Ai thích ăn cay thì mình để sa tế với lại ớt bằm vô. Còn ai mà không thích ăn cay á, thì mình cứ làm vậy. Rồi cho nó rút nước là được. Cho khô lại. Hết tỏi luôn đi nè. Thơm mình ha. Thơm mà giàu vàng đẹp ha. Cho tiêu vô không? Này cho tiêu không? Nào. Này nè. Không thích thì cho. Cho miếng tiêu vàng cho nó mới vô. Ít tiêu thôi. Cho thơm. Nấm vào. Thank you.
tương không ba? Nước mắm hả? Phải cho thêm miếng nước tương nó mới ngon. Hôm nay có cái giống như là cái chảo khô béo. Đừng chi vô. Còn cái nồi nhắc nữa đâu ba? Đổi cái ra đây đi, ăn cho nó gáo dầu. Có gì mình để vô keo mình ăn được cũng ngay cả nhà. Rồi tiêu mình khô béo gì được cả nhà. Rồi sợt lắc có chấm chấm mình cho miếng tiêu vô. Thơm tiêu thơm. Rồi mình sẽ nhắc xuống nha. Xong chưa cha? Xong rồi bé lại, bây giờ mình ăn cơm. Cái này là cái chổi gì em yêu? Chổi hằng. Cái hằng, cho hằng của ông Tư hả? Cho nó nhẹ, đâu có rảnh luôn. Đây, cha tiền là bó được mấy cây luôn nè cả nhà. 7 cây rồi, 8 cây rồi nè. 8 cây đó hả? Miêu biết luôn hả? Đây, cô hai với cô ba chọn nè, con gửi lên nha. Hỏi cô ba chọn cây nào? Quét là... Cây nào em gửi lên. Quét là khỏi tập thể dục. Thấy miêu? Ở đây thêm 3 cây nữa nè. Có cây này là nhỏ nhất nè. Cây nào nhỏ nhất cho con? Nè, cây nhỏ. Nhưng mà cây cha tỉa dành bớt đi. Chưa, cái đuôi. Chưa có hết. Đi tỉa tới trên đây nè, cho con cây này con em chỉnh con quét. Tỉa tới đây hả? Thôi tỉa nó bự lắm. Từ từ cái nó mòn. Nè nè nè, con thấy cái chổi này, này à. Thôi cây này cha quét đi, ai đâu quét nổi. Cây đó cũng nhẹ đó đó. Cô Hằng ơi, con gửi qua cho cô Hằng cây cô Hằng quét nha. Quét là chắc 10 năm luôn nó mới hết mòn. Đó. Thôi đi cơm chơi, cơm chín này. 8 cây rồi đó. Đây, bữa nay có khách mới, khách nữa nghe cả nhà. Nhà hôm nay có khách. Các bạn mừng mừng. Vậy. Đây, mấy mày ngồi đây đi. Khách gì? Nhà có khách chứ khách gì? Thế ba cho còn cái ghế thêm ba. Ở dưới đây nó bị lúng quá cả nhà, đúng phải ngồi ghế. Khách khía. Khách khía. Khách khía. Mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi bây giờ thì xin mời bà cô chú anh chị cùng ăn cơm nha. Hôm nay thì mình sẽ ăn chay. Cái này là bông bông, bông bông cá chay chiên tỏi nha cả nhà. Sốt. Còn cái này là kho tiêu nè, rau luộc chấm với lại nước mắm tiểu. Rồi cái không chấm này về qua. Rồi mời cả nhà. Ủa? Rồi ăn đi kia ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm chay. Hai đứa dở một hôm một hám nè. Cái mặn bà cô chú đi khía. Mặn bà cô chú anh. Rồi, cô chú ăn cơm. Ăn cái nào được ta ăn. Ăn nhai luôn, nhai mạnh lên, phải mạnh đàn ông phải mạnh dạn lên coi. Ông yếu xìu à. Nhịn yếu à. Rồi mời cá nhà. Ăn nước tương không chán tương vô. Ừ. Cũng ngon chứ bộ. Ừ. Ngon quá ta. Ăn ngon. Nó giòn giòn. Cha thử cha. Món mới nè. Bóng bóng chiên giòn. Mẹ thử mẹ. Nên thay anh Tư ăn cay. Được không? Ăn ngồi cay uống nước. Đâu cay đâu. Ủa mẹ, cái giòn cái gì? Ừ. Cái gì ngon? Cái giòn. Cái giòn. Ừ. Cái giòn. Ăn này không khiếp. Đúng không? Cha thử đi. Thử coi. Bây giờ con đơn giải cho nhúm. Ngon. Ngon này. Ngon. Cái ăn gì tao kia tao gắt nha. Đừng ngồi ăn cơm không nghe không. Mẹ gắt cho mẹ. Cơm gì? Tại gắt. Mẹ à. Cho mẹ ăn nấm không ạ? Bên nào có cá bự mời kia đi ăn nha. Ha. Rồi. Nào chị tìm có cá bự thì em khía lại ăn, ăn tiếp. Lần nào? Lần nào mình quay anh Khía cũng qua ăn. Ừ. Bạn mà. Với tim nè mà. Ừ, cái tim ăn đi. Giòn giòn, cái này làm tráng miệng ăn. Bánh tráng miệng. Thôi mẹ.
Ôm để nào nấu cơm em nè. Bữa nay lấy lò cơm điện mới nghe nấu. À cơm điện kia đó, nó mau nguội quá cả nhà. Ăn cặp bao. Nhiều nhiều vô. Ừ. Ăn mạnh miệng lên đây. Mạnh dạn lên đàn ông, mạnh dạn lên. Ừ. Một tí mình ăn rồi mình ăn cho mạnh mạnh lên. Giòn giòn ngon ha ba. Mẹ hồi sáng con với nhà qua nhà Khí chơi á, không thấy Khí đâu quá. Mẹ nó nói là nó ngủ nướng chưa. Trời ơi. Mới có 5 giờ lại nhận ta, trời mưa chưa mở cửa. Ông còn chưa mở cửa nữa. Ông còn mở cửa rồi. Chỗ nào mở? Hồi nãy là ông còn chưa mở cửa. Hồi nãy là giống như là lớp 1 hay là lớp 2 á. Mới xanh là Khí xanh trước tháng miêu nó đó, đó mà nhỏ hơn miêu mà nhỏ hơn miêu ốm quá mà. Kén ăn giống mình nội kén ăn ông nhôm nhất. Bà nó có ăn mặt bà lắm nhôm à, bà nó chú nó, mẹ nó thì bự con nha. Ăn cho gấm ngon chưa. Mốt có đi đi giả lợp đó, cái bớt tô cơm cái đem theo mẹ theo. Theo. Đâu mà mốt đi chơi đem mẹ theo. Thôi ghê quá. Này cho họ hai với nha. Họ hai vô cho ngưỡng miếng ăn thử. Ừ. Ngon không? Ngon giòn giòn. Mà gọi mình để vô keo vô bịch á. Tính thôi là nó giòn nữa thôi, nó dai nhất á. Ăn chay nó không có ngán. Ừ. Ăn tủ còn ngán. Gạo em đi rồi. Gấp Khía. Gấp mạnh mạnh vô bé. Em Khía em đi tương không? Trắng tương vô ăn cho mặn mặn chứ ăn. Ăn gạch nhất là nghĩa quá. Trắng cái này em chỉ tình trang cho. Cho hạt thấy cho hạt. Không cho. Rau củ vô. Nếu măng rau hả? Rau miêu. Ăn gì cắt được không? Rau mạnh mạnh vô. Bổ. Thấy bà ba ở nhà bán rau, bán rau không nè, ăn rau không đó. Có mưa lắm bà, mà ba nói chuyện mưa. Hết rồi. Nói chuyện mịt mù quá sao ba nay hết rồi. À. Mà nãy nóng ăn nó đạt, giờ này nó nguội lên được không? Dạ. Không biết vô. Ông xào của chén đó. Ngồi cho miêu với Khía của chén. Nhà khói lên. Để người ăn sao rửa chén. Ăn xào của chén là ăn rồi sao cũng nhớ rửa chén. Ăn nấm ra không? Ăn tôi gì là mà lâu lâu ngon hết ba. Nấm. Lâu. Câu tư mà cho mày nấm. Nấm cơm ngon à. Ủa mẹ hái nấm ở đâu vậy? Hái nấm ở chợ con. Chợ. Mẹ đi chợ mẹ hái á. Mấy cái bới nữa nè. Hái 12 ngàn trăm nè. Ngày nãy mẹ nghe tiếng ai lùng luôn. Hả? Ngày nãy mẹ nghe tiếng ai không? Ai vậy? Nghe lùng. Chứ hả? Chưa về nữa hả? Vì là vừa ra nữa. Ra nữa gì? Mới là ngốc rồi. Nãy giờ mẹ đi rồi. Nội ăn bói không mà bà ngoại còn muốn xỉu nữa không? Đồng bà mà hai ba đứa này nữa một cái xỉu luôn. Giỡn đầy nhà. Em Khía nữa kìa. Em Khía mới động hiền ha. Giỡn giỡn quá giỡn. Cái Khía. Nhà la biết nghe cũng đã. Mẹ có để xấu ớt chỗ này không? Có. Mẹ để hai chả ớt. Nói dễ chứ nè. Ừ. Ừ, nó lùi vô. Ừ. Rồi mạnh mạnh vô. Hết trước miêu rồi miêu còn chén rồi.
thì cả nhà ơi, hôm nay thì đi theo cha hái bông sậy về bó chổi cái nhà cũng được mấy cái chổi nha, để dành nhà xài ăn thêm một bữa cơm chay nữa. Gần tháng 10 thì tiền cũng xin chúc ông bà con chú anh chị gần tháng 10 thật là nhiều sức khỏe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye ông bà con chú. Bye cả nhà.